Thưa các đồng chí và quý vị, năm 2023, Bà Rịa Vũng Tàu được Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 1.735 công dân nhập ngũ, trong đó có 1.457 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 278 công dân tham gia công an nhân dân. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, công tác tuyển quân năm 2023 đã và đang được các địa phương triển khai kịp thời chặt chẽ. Để rõ hơn về những nét mới trong công tác tuyển quân năm 2023, cũng như sự chuẩn bị quyết tâm của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao, phóng viên chương trình Quốc phòng Toàn dân đã phỏng vấn Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị theo dõi. Trước tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa đồng chí, được biết là đến nay thì công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đã về cơ bản đã hoàn thành cái khâu khám tuyển sức khỏe cho thanh niên. Vậy thì đánh giá bước đầu của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh về chất lượng sức khỏe thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 như thế nào ạ? Có thể nói thì đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một vài địa phương tiếp tục khám quét để điều động hết số thanh niên khám sức khỏe theo quyết định của Ủy ban dân các địa phương. Qua theo dõi và nắm kết quả khám sức khỏe của toàn tỉnh, đánh giá bước đầu về chất lượng sức khỏe của thanh niên khám sức khỏe năm nay thì cơ bản đảm bảo theo các tiêu chí theo quy định. Thì cụ thể đối với tổng số thanh niên khám đạt sức khỏe thì chiếm tỷ lệ 30% so với tổng số điều khám. Số thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2 thì đạt khoảng trên 45% so với tổng số thanh niên đạt sức khỏe. Thì từ đó cho thấy là chất lượng giao quân về sức khỏe năm nay thì sẽ cao hơn năm 2022. Thưa đồng chí, được biết là trong cái đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 này có những cái thay đổi. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ những thay đổi đó là gì ạ? Hôm nay có điểm mới là việc thực hành ban hành nghị định 37 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ấy. Trong đó có sửa đổi một số nội dung, một số điều của nghị định 120 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng và lĩnh vực cơ yếu. Đối với công tác tuyển quân, quy trình thực hiện quân sự tuyển quân thì mức phạt theo nghị định 37 có cao hơn. Thì từ đó thì có tác dụng răn đe, giúp nâng cao ý thức, tính tự giác của thanh niên và gia đình trong việc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển quân năm 2023. Thì qua theo dõi trong năm nay thì nói chung thực hiện theo cái nghị định mới này, nhìn chung là thanh niên chấp hành về cái khám bước đầu về sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe thì đạt với cái tỷ lệ cao hơn, không phải điều khám quét nhiều hơn so với năm trước. Đó là cái tính răn đe với cái xử phạt cũng có hiệu lực từ đó. Thì trong năm 2023, Bộ Phòng quy định là trong khu 7 nói riêng, khu 7 riêng kể cả bộ tỉnh nói chung trong địa bàn đó là thực hiện cái giao quân là vào ngày 8 tháng 2, tức là ngày 18 tháng Giêng âm lịch. Thì thời điểm này là cũng là thuận lợi, Tết xong cũng rất là thuận lợi, có điều kiện để cho thực hiện tất cả các bước tiếp theo, nhất là về thực hiện hội trại thường quân. Thì đối với năm nay về cái hội trại thường quân, quân khu 7 cũng chưa có chỉ đạo, do tình hình năm ngoái là dịch Covid-19 cho nên là không có tổ chức hội trại thường quân, cho nên cũng đang chờ ý kiến của quân khu. Khi có ý kiến quân khu hình thức như thế nào thì sẽ triển khai cho các địa phương nhanh chóng thực hiện. Vậy thì thưa đồng chí, để hoàn thành cái nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò là cơ quan tham mưu thì sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để chúng ta có thể đảm bảo được cái chỉ tiêu giao quân cả về số lượng cũng như là về chất lượng? Từ nay đến ngày giao quân thì Bộ tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện tất cả các bước tuyển quân theo lộ trình quy định. Qua đó là tiếp tục chỉ đạo các địa phương nắm chắc tình hình di biến động của thanh niên sau khi phát lệnh, kịp thời thống nhất với các đơn vị nhận quân để điều chỉnh danh sách tuyển quân khi có
biến động xảy ra. Và bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo các địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thanh niên, gia đình, rồi qua các hình thức như là tuyên truyền trên đài, phát thanh, rồi xuống vận động gia đình thanh niên trực tiếp, rồi gắn với lễ Tết Nguyên Đán sẽ chỉ đạo các địa phương sẽ tiến hành là đi thăm tặng quà cho các thanh niên mà được diện phát lệnh trong diện nhập ngũ năm nay, để làm sao mà gia đình và thanh niên là phấn khởi đưa con em mình lên đường nhập ngũ theo đúng lệnh quy định, và đồng thời là chỉ đạo các địa phương cũng làm tốt công tác chuẩn bị các mặt, nhất là về công tác hỗ trợ tù quân năm 2023 và tổ chức lễ giao quân năm nay thì cũng theo đúng hướng dẫn và đảm bảo nhanh gọn an toàn. Thì quyết tâm của bộ tỉnh nói chung và sẽ tiến hành tham mưu làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, hội đồng nhân sự các cấp sẽ chỉ đạo chặt chẽ về công tác tuyển quân năm 2023, đảm bảo giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở ba cấp. Thì chất lượng giao quân năm nay sẽ phấn đấu sẽ cao hơn năm 2022 và thực hiện đúng phương châm giao người nào chắc người đó, không để xảy ra tình trạng giao quân xong các đơn vị nhận quân phải trả về lý do bù đổi sức khỏe, vân vân. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi.